vì anh thương em như thương cây bàng non. Cây nhớ ai làm sao nói được. Rồi này, trong giờ làm hai cô cậu cứ hát hò tán tỉnh nhau như thế này đấy à? Chị yêu ơi, chị yêu, chị hãy nghe bài vô cùng này đi. Bài này xa xiết, suốt muốt, tình cảm lắm. Em nghe xong còn đang khóc đây này. Thế thì tôi cũng xin là ra diết tha thiết vô cùng trừ lương nha. Nhưng mà thôi bỏ qua đi đã. Bây giờ thì có thứ vô cực muốn lì xì năm mới cho mọi người đây. Sếp mình này hoành tráng thế nhỉ. Chị yêu hôm nay tuyệt vời quá. Chị em xin việc lấy mấy. Vô cực này. Vô cực nữa này. Hai cốc trà đá mời hai người đẹp. Một cốc nước mía hai người uống chung. Này đây không có ăn uống gì đâu đấy nhá. Hai cô cậu là chuyên lấy cái lý do là không có mạng để mà không cập nhật kịp thời những cái chỉ đạo của tôi. Thế nên bây giờ đơn giản thôi, chỉ cần soạn tin nhắn vô cực gửi 900 là đã có ngay gói vô cực để mà tác nghiệp nhanh cho tôi. Đây nhá, chỉ 10k một ngày thôi, có ngay 5GB data, free 1500 phút gọi nội mạng Vinaphone, 5 phút gọi ngoại mạng. Hơn thế nữa nhá, lại còn bonus thêm một tài khoản để sử dụng các nội dung premium trên ứng dụng OnePlus. Em xin. Thế là đồng nghĩa việc sếp giao việc thêm cho mình á? Ừ, thôi, cám đi đây nhá. Hai cô tấm ở lại nhặt deadline nhanh nhá.